Thưa quý khán giả, như tin chúng tôi đã loan, Hội đồng thành phố San Jose vừa thông qua nghị quyết cấm cờ đỏ sao vàng của Cộng sản Việt Nam tại các nơi công cộng trong thành phố. Để biết rõ hơn về diễn tiến này qua chương mục câu chuyện thời sự, mời quý khán giả theo dõi cuộc trao đổi giữa phóng viên Minh Nguyệt với nghị viên Nguyễn Tâm, người đề xuất nghị quyết này tiếp nối chương trình tối hôm nay. Vâng, xin mời Minh Nguyệt. Minh Nguyệt từ đài phát thanh Radio Đáp Lời Sông Núi xin kính chào nghị viên Nguyễn Tâm. Thì tôi là Nguyễn Tâm, hân hạnh chào cô Minh Nguyệt cùng quý khán giả của đài. Thưa nghị viên Tâm, với tư cách là nghị viên thành phố San Jose, ông vừa đề xuất một nghị quyết để cấm việc trưng lá cờ đỏ sao vàng của Cộng sản Việt Nam trong thị xã này. Vậy xin ông cho quý khán giả được biết là động lực nào thúc đẩy ông đưa ra đề nghị này thưa ông? Thưa cảm ơn cô Nguyệt và thưa quý vị, công việc này nó vừa có chuyện xa và chuyện gần. Chuyện gần là cách đây đúng 40 ngày, ngày 14 tháng 12 vừa qua tại quận Cam, thành phố Westminster, thị trưởng Tạ Đức Trí cùng hội đồng thành phố đã thông qua một nghị quyết cấm cờ đỏ xuất hiện tại thành phố. Thì sau khi được nhận được cái tin ở dưới quận Cam, thì đồng bào Bắc Kalin, người lãnh đạo cộng đồng, liên lạc với tôi ngay có đề nghị là chúng ta thành phố lớn ở tại Mỹ thì chúng ta nên cũng làm như thế. Thứ nhất là để cho thành phố đỡ tiền toái tốn kém trong cái chuyện mà phải bảo vệ rắc rối cộng đồng. Thứ hai là cho người dân vì nàng không muốn thấy cái lá cờ đỏ xuất hiện tại đây. Thì chúng tôi liên lạc được thị trưởng tại Đức Trí và xin cái bản sao của cái nghị quyết. Và chúng tôi dùng cái nội dung đó sau khi được sự thành phố điều chỉnh một vài chi tiết nhỏ về vấn đề thủ tục luật pháp đó, và đưa ra hội đồng định chế vào ngày 11 tháng Giêng và đã đưa vào nghị trình ngày hôm qua ngày 24 tháng Giêng với sự tham dự đông đảo của đồng bào. Và toàn bộ hội đồng thành phố đã ủng hộ với 10 nghị viên của thành phố và thị trưởng, thành ra 11 phiếu thuận trên 11. Đó là số lượng về kết quả và cái tiến trình trong cái việc mà đưa ra cái nghị quyết chống cờ đỏ, thưa cô và thưa quý vị. Thưa chúng tôi được biết là trong buổi điều trần tối hôm qua đó, có rất nhiều người phát biểu, có người thì binh mà cũng có người thì chống. Xin ông cho biết đại ý những khuynh hướng binh và chống ấy như thế nào thưa ông? Thưa ông, ngày hôm qua là hội trường là toàn bộ đông đảo người Việt Nam tham dự để trước một cái quyết định quan trọng mà liên quan đến việc lý tưởng người quốc gia. Và lúc 7 giờ khai mạc xong thì bắt đầu vào nghị trình thì tôi có ghi vào hồ sơ đếm được là 57 người phát biểu. Trong 57 người đó tuyệt đại đa số toàn những người dân Việt Nam già trẻ lớn bé đủ mọi thành phần đã ủng hộ. Trong đó có 4 người phát biểu chống là 3 thanh niên Việt Nam và 1 thanh niên Mỹ. Mới biết ra là họ là thuộc thành phần khác một cái đảng tự do dân chủ cấp tiến nào đó. Theo cái tất cả mọi cái sự trình bày người dân thì họ có đầy đủ lý do, nói chung những nói là trên cái lý tưởng, những cái lý do chính đáng, và để giờ sao mình chống cái cờ đỏ đó, một cái cờ biểu tượng của sự độc tài sát máu đàn áp và nó sự đau thương của dân tộc, và nó không phải cái lá cờ của nhân dân Việt Nam. Còn riêng về các những người trẻ kia thì lý do của họ không phải là họ binh cờ đỏ chống cờ vàng, nhưng mà hầu như mình nghe thì lý luận như thế, có vẻ đây là sự tự do mà chúng ta muốn cho được cởi mở, chúng ta phải cho mọi người có quyền được sự chọn lựa vân vân. Nói chung những lý lẽ của các cậu đó thì nó không dựa được cơ sở đó vững vàng cả. Tôi xin tôi phát biểu cuối cùng, tôi chỉ nói một cái cuộc câu thì câu một việc nhỏ thôi, hy vọng các cậu là những người có suy nghĩ như kiểu phức tạp tới chính các em đó. Cái hành động cái vừa làm hồi nãy trên cái bục diễn đàn đó là một cái biểu tượng, một sinh hoạt dân chủ cao quý nhất mà đã xảy ra tại thành phố San Jose, nhưng sẽ không bao giờ được xảy ra nơi cái xứ mà bạn tưởng là nó tốt đẹp là Cộng sản Việt Nam. Nói chung tóm lại là các bạn trẻ này không có thực sự hiểu được cái đau thương trải qua cái khổ đau, cái mất mát của nhân dân và đồng bào, những người đã đứng ra phát biểu. Vì thế tôi có một lời khuyên các em, các em nghĩ các em biết, cái thời đại em không biết gì cả về lịch sử, không biết gì cả về cái dân tộc, không biết về đau thương Việt Nam, và vì các em có nhiều điều cần biết lắm. Thì đó là cái thông điệp tôi muốn nhắc các em. Được biết kết quả cuộc bỏ phiếu đã diễn ra với số chấp thuận tuyệt đối, vậy xin nghị viên Tâm có thể cho quý thính giả được biết thành quả này do đâu mà có thưa ông? Đó là một trong những cái điều hiếm hoi của quý vị biết ở thành phố đó, là có nhiều cái quan điểm, nhiều phân nhóm về lực lượng, ít khi nào có được một đồng thuận đến như thế. Và lúc đầu chúng tôi cũng hơi ngại, tại vì đôi khi có thể một số người Mỹ đó họ không hiểu về cái nhu cầu về cái nguyện vọng Việt Nam, cũng là có thể một số bị áp lực chăng, thành ra cũng hơi lo. Đặc biệt là khi nói với tuổi trẻ thì đôi khi chỉ sợ người Mỹ nó hay binh vực đám trẻ. Nhưng mà sau sự trình bày của đông đảo cộng đồng và thành phố đã được thuyết phục bởi cái tình cảm và lý lẽ, do đó lần lượt các nghị viên thay phiên nhau và thị trưởng của phát biểu. Đây đúng là cái nguyện vọng của một cộng đồng thị nạn cộng sản, họ đã bỏ chạy cái lá cờ đó. Họ có cái nhu cầu và quyết tâm đó, và với tư cách thành phố đại diện người dân thì luôn luôn đại diện cho quyền lợi cụ thể của người dân, thì vì thế mới đồng thuận tất cả mọi người lần bỏ phiếu. Và khi bật lên cái màn ảnh kết quả 11-0 thì mọi người đồng loạt đứng lên với lá cờ trong tay, ai cũng sung sướng vui mừng. Và quả thật giây phút đó lúc 9:34
là một giây phút lịch sử mà cộng đồng Bacali đã tìm được, tóm lại được một phiếu thuận 100% đó, là một cái điểm son để nói rằng là cái tín nghị được sáng tỏ, cái nguyện vọng chúng ta đã được lắng nghe và cái nỗ lực chúng ta thành công. Hôm qua là một ngày lịch sử. Dạ, thưa nghị viên Tâm, như vậy nghị quyết 3.8 này thì khi nào có hiệu lực và cách áp dụng sẽ ra sao? Cũng như xin ông cho biết nếu có vi phạm thì biện pháp chế tài sẽ là gì ạ? Trước hết là đối với thủ tục thành phố thì mỗi lần nghị quyết thông qua thì sau 30 ngày có hiệu lực, có nghĩa là ngày 24 vừa qua thì tới ngày 24 tháng 2 đó là ngày chính thức và thành phố nhân viên và bi luật sư sẽ làm giấy tờ thủ tục để đưa vào hồ sơ và đóng dấu và ghi vào biên bản. Về việc thực hiện, thành phố San Jose có một quan điểm không ủng hộ cái sự xuất hiện của cờ đỏ. Ở thành phố chúng tôi, dứt khoát không hề bao giờ có chuyện treo cờ, không hề tư tác treo cờ và không chấp thuận bất cứ ai muốn treo cờ, do đó sẽ không có sự vi phạm. Thì đó là cái kết quả và chủ trương của cái nghị quyết mà cái tiết mục 3.8 vừa qua đã thông qua, thưa quý vị. Dạ vâng, rất cảm ơn nghị viên Nguyễn Tâm đã dành cho Đài Đáp Lời Sông Núi cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Minh Nguyệt kính chúc ông một năm mới thật nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng. Xin kính chào nghị viên Nguyễn Tâm.